chó như cho là tốt. Dậu không dậu hả? Bếp này nè, căn dừa nè, nấu canh hơi từ nè. Này, má mi tôi với bà chị tôi sẽ xuống bếp nấu canh hơi từ với tép canh dừa ăn cơm. Nay cho trời cả mưa nhà ăn cơm, cơm là ngon à. Không quá bảo. Bảo qua rồi ăn mừng bảo. Bảo gì? Đó, tép canh dừa. Tép này nhóc luôn. Nay tép mình nay nhiêu ký má? 170 ký thôi, rẻ mà. Bảo nó rẻ, nó vô không ai mua hết trơn, không ai đi chợ. À má, tép còn sống má. Trời ơi, còn sống không? Tép sống mà con. Nó nhả lùm tùm hết trơn rồi à. Tép rồi, còn sống với ấy, miếng ngon, cứ tép đi ngon. Nè, đâm tỏi, đâm ớt, miếng đường nè, miếng muối nè, bỏ vô ướp tép này cỡ nửa tiếng rồi bị bắt lên rang. Tay thò tay là tôi không dơ dữ rồi, cái đồ ấy đâu lấy muỗng ra lấy. Má đi đổ đi. Đây. Trộn đều lên. Đó, cho tắm lên tép, tép còn nhảy sơ sổi. Trà, nó màu đẹp dữ nè. Đỏ gum hết trơn. Đó. Ngon không? Nửa tiếng sau à, miếng nó thấm tép ra dừa nó mới ngon. Mới giờ nó chưa có ngon. Nó cốt dắt chưa má? Dắt rồi. Nó cốt dắt rồi để đó. Đâu tôi nó cốt bằng đâu thôi? Nè. Lò này phải ấy, cái nước trước Tú ơi, đặng ấm đặng cho nó đi ra Tú ơi. Ôi quá má ơi. Cho nó lấy cái ấm nước này là tôi có lấy nước. Cho nó đi ra mới được. Các bạn thấy tỏi nó vàng chưa? Con má thử tỏ tép hả? Không. Thơm quá. Ngất ngây gà tây. Hey. Rồi. Rồi bên đây là má mình sẽ làm tép gan dừa. Gan chưa má? Bây giờ mới nhảy hả má? Ướp giờ nãy giờ nửa tiếng rồi cũng còn nhảy. Thấy chưa? Nè. Nãy giờ nửa tiếng rồi cũng tỏi rồi. Nửa hà, nóng giận với hai con đó làm chi không? Căng quần hả? À? Con nhận nửa tiếng mà cũng còn sống nha, nó mạnh ghê luôn. Tép xong rồi nè. Tép xong nó mạnh ghê luôn ha nè. Nãy giờ có nửa tiếng hồ mà cũng còn nhảy lên. Qua anh kia đi xuống mà mời ăn đậu đú á, trời bỏ lên nó nổ lung tung ở trong chảo luôn. Nãy giờ không? À, nãy giờ. Nước dảo vậy má? Nước dảo. Cái này vừa không có nước dảo trước chứ. Xăng chưa, tép xăng chưa? Chưa, chuẩn bị chứ chưa. Để sẵn đi. Má tán hả? Ừ, tán vô nãy mình bớt nước còn á, mình tán vô lên cho nó. Đó, nó nhảy nữa đó, nó nhảy rồi mà lò nè. Rồi nó mới từ từ, nó mới thấm vô tép. Chứ mà lửa quá trời lửa rồi, nó lên áp tép đâu, có thấm tép đâu, nó đậm đà ăn rồi. Tôi cắt khoai lang làm như thủ giỏ vậy ha, rồng hết hồn luôn ha. Cứng quá nó bồng lên. Trời ơi, rồng như chuột nổ là cuộn nè. Có tập game không? Tập game nè, nó dọn vô một cục luôn, muối nó dọn vô một cục. Ta tập game là bụng nó 6 muối, còn mình á 6 muối dọn vô một cục phải không?
mà. Ghim này ghim vô mình không? Rồi. Giờ đợi nước sôi bỏ vô hả má? À, nước sôi bỏ vô. Còn tép? Tép để nào chanh chín mới bỏ vô, đâu bỏ sớm rồi. Đó là đâm á. Đâm tép phải đâm ra rồi. Mới đâm chưa? Đó, giờ tú sẽ là cắt phay từ. Đó phay từ phay mông. Ừ, nước sôi lan nó cho nó từ lan. Chứ có phay tím hả? Không, nó sôi lan. Dạ, phát ăn phay từ. Con chịu ăn. Con cũng chịu ăn. Đó. Vậy mà không nói, sáng mua củ hoa lan. Để thêm củ hoa lan chứ có gì đâu. Vậy hai mình cùng ý chí. Da màu tím tím đẹp. Ừ, đã tú phái màu tím rồi à. Không chịu. Màu tím màu thủy chung à. Bữa bệnh viện về đó con bịch hoa lan á. Để cho bà ba đó, không biết bây giờ tú ăn. Nó canh hoa lan đó ở với viện nấu từ thiện cho một bịch, chị hai để lên trên trưa. Cái này không có đập hả? Hồi đó người ta đập phải không má? Giờ nào? Hai em dở dưới cắn đồ rồi. Vậy mà chịu. Hôm qua tôi thấy với ảnh con gì vậy cũng khó. Thở dưới thái rồi đó. Con cây đó chịu đó. Dưới quá chuyện với mà mời nuôi nhóc luôn á. Đa lại rồi hả? Con cây đó đó sao không? Nó chịu con Út Bắc á. Út Bắc à, con mở đó. Nó chịu cầm giống vậy á. Thấy cái đống ở chuồng như sóc kìa nuôi bạn con. Dưới á, xuống dưới á. Mua cái đống vậy. Mua chuồng bự vậy bỏ dạ. Vô bên con cái sóc. Cái đó mà 10 đống còn 10 đống à. Dạ. Không cái chuồng, cái chuồng của con sóc nó là đặt nó ba mua. Con gì bỏ vô đó nó nấy lên bên con sóc bên con thỏ. Chắc nó ra chuồng thỏ nhiều hơn. Thỏ dễ bắt hơn con sóc đâu dám bắt. Con bọ. Có bọ nữa. Bọ thấy bọ đẹp ha. Bọ thái đó. Chưa có đẻ bà Quý. Má nói con bọ ẩm được. Ừ, con bọ ẩm được. Còn thỏ đâu dám ẩm. Thỏ đâu được, ẩm ra bụng chết à. Ừ. Bà con kỳ chịu xách hai lỗ tai ăn đi cà. Dạ, hơi văng nha mẹ. Hơi văng chứ tới phần sống. Ô chú cha. Có này đẹp ha. Giống chủ nó. Nghe giống chủ nó ho à. Ủa sạc luôn. Ho mà ho sạc. Ai cũng nói với nó còn đó sao ai cũng xỉu hết trơn. Rồi so ho. Ít tụi ít tụi. Quên quên. Thơm không? Bóng không? Thơm quá trời luôn. Màu đẹp không? Đẹp như gái mười tấm nha. Thấy không? Có bốn cái ghê luôn không? Ý là chỉ mới là sơ thôi đó, chứ chưa có chế gì vô á. Đó. Được chưa? Thì má làm xong chưa? À, rồi bắt đầu chế nước giảo vô nè nha quý vị. Cái này là nước giảo thôi nha. Chứ chưa có nước cốt á. Đó, chưa cặn lại. Đó, thấy chưa? Wow. Bây giờ là chỉ này là mới có nước giảo thôi. Chân cho nó rút tép, chân cho nó thấm tép cho nó ngon. Rồi cuối cùng thì nào hết này mới tới là nước giảo. Rồi đâu. Ý nước cốt à. Đó. Nước sôi rồi nha các bạn, bỏ vô nha. Đó. Wow. Bỏ vô luôn vậy hả má? Bỏ vô. Quậy cái này cho nó ra cho đều. Nó còn nồi bên đây là mình đang đợi cho nó sôi luôn nè các bạn. Này nửa tiếng nữa không má? Lâu nó hết nước thôi. Lâu gì biết được mà nãy vô cầu sữa riêu riêu rồi nó tét mới ngon. Thấm hả? Ừ, áo quá nó ngon thì để từ từ. Chín xong bỏ tép hay gì? Chưa chín hồi nước sôi lên rồi bỏ vô. Nhưng hồi còn đó thì thấy thử tép xong rồi bỏ nước vô xong nấu ha. Bỏ. Mỗi cách nấu khác nha. Tú giận với con chó đó.
giờ là cái món chưa. Chưa gì? Chưa chiều ăn chưa chính là có la sét rồi hả? Bữa hôm tân gia tới nay ăn nè. Mà chưa có đồ ăn mà đã có la sét rồi đó. Chuẩn bị sẵn rồi đó nha. Thật là thơm, hôm qua tới ngồi đây luôn á. Thay ra bay á. Chị là tốn thơm dữ lắm. Tự tin đó, uống không? Nước sang nghe thơm lắm, nước gần là nước thơm. Uống Milo hay gì vậy? Hay uống hết nguyên xưởng đó. Tự tin. Tự tin không cần uống Milo luôn. Ồ. Mẹ của Kỳ Kỳ rồi phải dậy tới lên mới được. Hôm qua nghe má thông báo là bác ra trời mưa ra gãy phân tụt bá tin hả? Tụt bá tin, xin cái mặt dù dù luôn. Thấy chưa, lần trước thì bị gãy tay. Đất rồi đó, nó đất thịt đúng không? Đất thịt đó mà không chịu, mà nói với trời, bởi vì mấy bà già mà tới trời mưa, tí mới gãy phân cho nó tan, rồi cứ sợ. Khỏi tưới. Ra, bà già thì đi đâu hoặc đó. Chị mới chịu chứ không không đâu chịu. Có lấy hộp gà đa lăng mẹ, bác bảo nó. Có nước đá. Ngang mắt mà. Làm ăn gì được nữa. Chơi mặt tiền không hả? Chùa dầu nay tới đi đám cưới nữa. Rồi chứ nghỉ đi đâu luôn á. Mắt vậy sao đi? Đi vô động á, tôi mới kéo căng da mặt nữa. Ngon quá. Ngọt không? Ngọt không mẹ? Sao im re ha? Thử miếng nữa. Thử thử nguyên trái miếng quá. Thôi ơi, thôi được rồi. Thử như vậy hết vườn cây của người ta rồi. Thôi đâu gì đâu, quýnh khóc rồi từ từ hồi có ăn chứ làm gì khóc dữ hết hà hoài. Nồi canh là mình đã nó chín rồi mình giờ vô trong đem cái nồi giờ tép ra ngoài. Rồi bây giờ là nêm canh tép đây. Đây, tép đây. Có rau luôn má, ăn hồi bỏ. Hồi bỏ chứ giờ bỏ vô mới chín quá không có thơm. Tép để chín rồi bỏ. Mà hả, mình bỏ rau vô là mình nhắc xuống, bỏ tiêu vô là mình nhắc xuống. Chứ đâu có ấy. Ngon. Quá. Rồi. Ăn có buồn không? Ngon, ngon thiệt chứ. Ngon thiệt đó. Chứ đâu biết thằng nghe ở nhà mà. Ăn thử lại đi, cho một miếng canh rồi. Ngon bát khác liền, biết là ngon liền. Tép này nè, chưa có ấy à, hành vậy nè. Nó bóng con tép đi à. Tép nó phồng lên. Tép nó phồng lên nè. Vậy nào bỏ nước cốt mà. Vậy nào rút hết cái nước này nè. Là nước dảo hả? Nước này nước dảo không chứ chưa, nước tốt có riêu riêu tép vậy nó mới ngon lúc. Rồi bắt đầu là hết nước này mới chế nước cốt nó vô là bắt đầu. Thấy nữa là tới canh đã thành phẩm xong rồi giờ bỏ rau vô với một miếng tiêu nữa là xuống ăn cơm. Mà tép chưa chín rồi đó vậy mà ăn. Để đây hâm hâm chút lấy chứ gì. Đây. Tép lên chút này rồi canh đã chín rồi bắt qua đây để là bỏ rắc tiêu vô một miếng cho nó thơm. Rồi. Cái gì đó? Ừ, quý đây. Đây là giai đoạn sắp sửa. Hoàn thành hả? Hoàn thành. Là nước đã cốt, chảo đã hết. Bây giờ chế nước cốt. Nó ngủ rồi nè. Đó, rưới lên. Các bạn thấy chưa? Đó. Thấy rồi. Bây giờ đã lên nước cốt này. Bắt đầu sẽ sắm mấy con tép này. Và từ từ đây là sắp sửa. Bắt lên ăn cơm được rồi đó các bạn. Nấu cơm chưa Tú? Rồi. Ồ, nhanh vậy ha. Con đi vô nó đeo lên mình con là vô hài luôn á. Không chó kìa. Rồi nó chạy ra. Rồi thấy rồi đó. Ừ, nó có. Đây, xong tép đó đây nữa, thấy chưa đó. Đó, mầm. Ai mà xuống đi nhà tím quý nha. Ăn kiểu quý đãi tâm hơi từ với tép lên dừa nha. Đó là món của quý á. Ờ, má làm. Má làm. À, món của quý là má làm nha. À, món này là dễ có và dễ làm nữa.
cao lương mỹ vị gì hết trơn rồi. Sơn hào hải vị ha. Quá bóng. Đi thi về dự thi trong trong ông xã Tân Hào đem tép vô ăn này khỏi chê. Thi xã hả? Thôi chứ đừng thi huyện nha. Thi huyện rớt quá không? Rớt giùm cả xe. Là múc qua má dĩa má sau lưng má má. Sổ rồi bây giờ nó đã lên dĩa rồi, lên mâm rồi. Quá trời. Đây. Ngon không? Bỏ tái kiểm vô. Thôi được rồi má. Cái ớt mới mới trồng rồi má. Bây giờ Tú sẽ múc canh khoai từ ra để cái nhà dùng cơm. Dọn chưa, mở chưa? Chừng nghe họ sặc ra cái lơ quốc nguyên ngủ ra rồi. Cái giỏi này kìa, biết ăn biết được là ông canh nè, đúng miếng thì miếng ăn ngon lắm đó kìa. Rút ra tôm. Tôm hả? Trời ơi, ngon nữa. Rồi thử ăn là kỳ giỏi á. Đúng chưa? Ăn miếng thử rồi ngon. Đây nè, tép này nội gan nè, để kỳ đó mẹ Tú đút ăn thấy ngon không? Nội gan ngon không? Ăn thử coi. Ăn thử coi ngon không? Ngon hả? Ngon không? Nóng không con? Ngon không? Thấy chưa? Ngon không? Ngon không? Miếng cơm vô. Sắp thôi. Nãy ăn miếng rồi, tự gì múc. Ngon. Đó, ngon không con? Ngon quá. Kỳ không biết ăn canh đâu. Nội ăn gì mà nội ăn sao không cho Kỳ ăn miếng nào trơn ta? Đó Kỳ ăn tép á. Kỳ buồn không? Không, không Kỳ không buồn, Kỳ ăn tép. Tép ngon hả Kỳ? Ngon không? Thứ cái nào cũng được. Hay như tép nhiều canxi con. Với phần đi học về nó bụng chứ sao. Đặt cái bàn này có tháng rồi chưa thấy hồi âm không? Nó hồi 17 thì ra hôm nay tới hôm nay 19 rồi. Đói quá mà. Dữ rồi. Ngon rồi. Bà nội nấu cơm ngon quá hả Kỳ? Trong vô nhà ăn ngon. Rồi tép đây nè con, để đây nè. Múc vô. Đó, quá trời luôn đó. Đó. Kiếm này kiếm ba mấy người, bốn người đó. Đúng rồi, giỏi.
đi học vậy đi ha, bạn nhất chứ. Yêu gái gì bạn nhất. Chú Ba là học 3 rồi. Chú Ba là học 2 rồi. Ui. Ngon thiệt nha, không lỡ nữa nha. Thiệt. Ừ. Canh nó ngon, canh phải từ. Hỏi gì thì nuôi ha, hả? À, xếp rồi mẹ. Tú. Nè. Dạ, cảm ơn mẹ. Bữa này ngon ha. Mà ăn ơi té thì ăn gì bữa nào ngày nào có về chắc giữ cục lên sống rồi chứ không phải giỡn thôi không quý. Bữa này nó dễ một bữa kiếm về rồi, lúc này bữa rẻ chứ bữa mắc là chót luôn á. Bữa này thấy chính là tạo mà thợ gì. Ừ. Ừ. Đó, cái điện cho tạo. Tiền đó. Vô nói tiền, thấy chính chứ không mọi lần bữa cơm ăn vậy tại tạo cái bữa. Cái bữa ăn với vậy kéo quýt được. À. Vậy là đủ rồi, chứ không cần nhiều á. Nước sôi quá. Giờ biết sử dụng bếp là nhiều mẹ ha. Vô một chút xíu à nóng, tại vì bếp mình đáy rồi á. Củi phừ mới nó nguội. Ăn hoài ngày thì chết luôn. Nói tới mít cái mình hay mít vô. Mít cá nhóc lại hả? Mình muốn có mít rơi xét rồi đó. Ăn cơm ăn mít vô mặn bụng lắm á. Không có ăn mít này phải ăn cái gì sao không? Mít này nữa mình nấu chè má. Con chiên chuối á. Chiên chuối hả? Ừ. Chè cũng ngon lắm. Ừ, chè cũng ngon mà chiên chuối với mít lên. Với bột với chiên. Đó, vậy kêu bác cho tạo sầu riêng nữa. Chiên nó ngon không ạ? Ừ. Chờ lát gửi qua mới chịu làm. Ăn nó ngon. Thì chén cơm thì còn ăn hay ngồi muốn giỏi vậy là giỏi lắm rồi đó. Kỳ đó là kỳ đó lớn rồi, kỳ tự thì ấy rồi. Hẹn bạn vào đứa sau nha. Bye bye. Bye bye.